một sáng mùa xuân bầu trời đầy én bay một người từ hai ngoài quay về cô hương mang theo nỗi khát khao về một nhịp câu mang theo nỗi ước mơ về kính thưa tất cả quý vị khán thính giả Góc nhìn Hoàng Duy Hùng sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, từ hôm qua tới giờ, người Mỹ họ quan tâm đến gói kích thích kinh tế lần hai cũng như là về vấn đề ngân sách cho Bộ Quốc phòng năm tới thưa quý vị. <laughs> thì số phận của hai dự luật đó như thế nào? Thứ nhất về dự luật gói kích thích kinh tế thưa quý vị. Tối hôm Chủ nhật ở tại mar a -Lago, Tổng thống Trump đã ký chấp nhận là 900 tỷ. Như vậy là mỗi gia đình được đầu người đó được 600 đô la. Và sau khi ký rồi đó thưa quý vị, thì Tổng thống Trump nói rằng là Tổng thống Trump vẫn muốn là tăng lên thành 2 ngàn. Đúng vậy thưa quý vị. Tại vì nước Mỹ rất lo âu vì không có tiền vì dịch Covid-19 trong những tháng qua. Bây giờ đó cứ tạm thời là 600 đồng đi cái đã. Và Tổng thống Trump tránh cái chuyện người ta nói là cầm, cầm giữ lại cái gói kích thích kinh tế đó cho một mưu đồ khác. Nên Tổng thống đã phải ký, ký vào tối Chủ nhật rồi cho cái gói đó. Tổng thống Trump thì mấy hôm nay đang đi ở tại nhà nghỉ mát của ông ở dưới mar từ bang Florida. Thì người ta thấy ông đi đánh golf 3 ngày thì 4 ngày, 4 ngày thì 3 ngày ông đi đánh golf rồi. Đó thưa quý vị, 4 ngày thì 3 ngày ông đi đánh golf. Và sau khi mà tổng thống Trump đã ký đêm ngày chủ nhật đó thì sáng thứ hai ở dưới hạ viện của nước Mỹ đó họ lại cố gắng biểu quyết làm sao thêm tức là đã được 600 rồi bây giờ thêm nữa họ thì ở dưới hạ viện là họ biểu quyết là bây giờ là tăng thành là 2.000 đô ở dưới hạ viện là hôm qua là đã biểu quyết xong rồi hôm qua đã biểu quyết xong rồi vì ở hạ viện thì đảng dân chủ là đa số tối hôm qua là đã biểu quyết xong rồi và bây giờ đó là họ đưa lên trên thượng viện để đợi xem là thượng viện có thông qua hay không thì thượng viện bây giờ đó là 50 ghế của đảng Cộng Hòa xin lỗi là 52 ghế của đảng Cộng Hòa nên đảng Cộng Hòa thì họ bảo thủ họ không có muốn xài tiền nhiều thì mọi người đang đợi cái phần thứ hai tức là đã được 600 đô rồi còn lại 1.400 đô nữa đó thì phải đợi xem thử thường viện đảng Cộng Hòa biểu quyết như thế nào. Đó là số phận về gói kích thích kinh tế thưa quý vị. Còn số phận về dự luật ngân sách cho Bộ Quốc phòng là 740 tỷ Mỹ Kim. 740 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống Donald Trump đã veto tức là không chấp nhận không chấp nhận là tại vì tổng thống trump có một số điều mà tổng thống trump không muốn thí dụ như là trong dự luật đó nói rằng là phải đổi tên những ông tướng trong cái thời kỳ nam bắc phân tranh á, mà tên tuổi của những ông tướng á, của phía nam á, là phải lấy ra ở nơi các cái nơi cơ sở quân sự của mỹ thì tổng thống trump không chịu cái đó rồi tăng cái tiền quân nhân lên thêm 3% cho mỗi người. Thì đó là những điều mà Tổng thống Trump không muốn. Thì Tổng thống Trump đã veto, tức là đã không có đồng ý ký. Thế nhưng á, khi một luật pháp của Mỹ đó, mỗi một lần mà Tổng thống Trump, một Tổng thống mà veto rồi đó, thì nếu mà, trở lại hạ Viện được thông qua 2/3 và lên tới thượng viện cũng vậy Và 2/3 nữa thì dư luật đó trở thành đạo luật. Không? Phải được 2/3 thôi quý vị, hơn 2/3 ấy hạ viện hoặc là và ở trên thượng viện thì cũng hơn 2/3 nữa thì sẽ trở thành luật. Thì hôm qua hạ viện cũng thông qua hạ viện thông qua với số là 322 trên 87. 322 322 phiếu thuận. 87 phiếu chống thưa quý vị. 32 phiếu, 322 phiếu thuận. Mà nếu 322 phiếu thuận như vậy là còn hơn cả 2/3. Thì cái này đó thưa quý vị là là chắc là được. Chắc chắn là được ở dưới hạ viện rồi nhưng bây giờ đó cũng sẽ phải đưa lên thượng thượng viện đưa lên thượng viện thì đảng cộng hòa và đảng dân chủ cả hai đều muốn có tiền cho bộ quốc phòng nếu không có tiền cho bộ quốc phòng đó, là rất là nguy hiểm nên cứ thường lên tới thượng viện cũng sẽ thông qua cái ngân sách 740 tỷ mỹ kim cho bộ quốc phòng thưa quý vị, cho bộ quốc phòng. Trong khi nói vấn đề của bộ quốc phòng á, thì tổng thống đắc cử của đảng dân chủ là ông Joe Biden, ông nói rằng là bên phía của bộ quốc phòng do ông Christopher Miller làm quyền bộ trưởng á, đã không cho là không cho những người của cái nhóm mà gọi là trao quyền lực á, giao ban quyền lực á, không có chịu cho bên phía của ông Joe Biden biết gì hết, không có đủ những cái chi tiết mà để điều hành quốc gia nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, à, cứ là họ cứ họ là, là bên phía của của tổng thống đắc cử Joe Biden cáo buộc như vậy, nhưng mà đó bên phía của của ông Christopher Miller ông nói là chứ không chúng tôi đã đưa ra hết tất cả những gì mà cần phải đưa chúng tôi để cho bên phía đó gặp gỡ phỏng vấn là hơn mấy trăm nhân viên mà cao cấp và, và trung cấp thì làm sao mà bảo rằng là chúng tôi không có giao cái quyền lực đó cho bên phía của ông biden không? đó là bên phía của ông Christopher Miller nói như vậy thôi các vị rồi họ nói là có buổi á, là tất cả những cái gì đó mà phỏng vấn á, thì đã phỏng vấn lên tới là 300 lần rồi 300 người đương nhiên là 500 người nhưng mà có còn phỏng vấn riêng để tìm hiểu á, là đã có 300 người rồi Thì tại sao là cứ phải nói rằng là cái này cái nọ mà không biết Rồi nếu nói rằng là chứ là Những cái giấy tờ đó Thì theo ông Christopher Miller Ông nói là chúng tôi làm việc rất là Rất là chuyên nghiệp Chúng tôi đã đưa cho bên gia, bên phía của ông Biden là hơn 5.000 trang Hơn 5.000 trang về vấn đề quốc phòng thì không còn cái gì để mà nói nữa hết. À. nhưng mà bên phía của ông Joe Biden bảo là chứ không những cái gì kia cái lệnh đồ đồ đủ thứ hết á lệnh thì tôi cũng không hiểu là chắc ý tổng thống đắc cử Joe Biden của đảng dân chủ nói rằng là lệnh lạc á mà người ta nghi á là ông Christopher Mueller đó là đang dàn dựng để chuẩn bị cho cái việc mà dùng thiết quân luật sau ngày 6 tháng 1 nếu mà không có ông tổng thống Trump á, mà không có bầu cử được ở tại cái cuộc họp của thượng viện và hạ viện vào ngày 6 tháng giêng thì chắc là ông Christopher đã có một cái gì đó để dàn dựng chuẩn bị cho thiết công luật ý là như vậy thôi ý là như vậy và vì như vậy cho nên tổng thống Trump mới vi cho Vito dự luật 740 tỷ Mỹ Kim cho Bộ Quốc phòng để gọi là coi giống như là nắm cán vậy đó coi như nắm cán để mà Bộ Quốc phòng tuân nghe họ, họ ý là họ nói như vậy nhưng mà đó, là mỗi một bên cáo buộc như vậy thôi chúng ta cũng phải xem thử sau ngày 16 tháng Giêng nó như thế nào thì bây giờ đó số phận của stimulus package 900 tỷ trong đó có 600 đô la cho mỗi một cá nhân là đã xong còn đang họ đang bàn thêm 1 400 cho mỗi người nữa đó thì Hạ Viện cũng đã thông qua bây giờ chỉ còn đợi Thượng Viện còn số phận cái dự luật ngân sách 740 40 tỷ Mỹ Kim cho Bộ Quốc phòng đó, thì Tổng thống đã coi như là đã hủy nhưng mà cũng đã quay ngược lại tới hạ viện thì hạ viện đã thông qua 322 phiếu thuận rồi hơn rồi cho nên đã xong bây giờ chỉ còn lên đợi thượng viện nữa như vậy là cả hai đang lên tới đợi thượng viện mà nếu mà cả hai mà được thông qua luôn á thì sẽ có thêm 1.400 đô la cho các gia đình mỗi một cá nhân và nếu mà thông qua ở tại thượng viện nữa đó thì người ta nghĩ rằng là 740 tỷ Mỹ kim ngân sách đó sự áp lực của tổng thống Trump sẽ nhẹ bớt đi. Hiện giờ áp lực của tổng thống Trump đã nhẹ bớt khi mà ông ký cái sắc lệnh cái dự luật 900 tỷ Mỹ kim cho cái gói kích thích kinh tế lần hai là vì như vậy đã tổng nước Mỹ tức là chính phủ không phải bị đóng cửa mà người dân ít nhất họ cũng có một cái gì đó xài được liền thưa quý vị. Nước Mỹ không có phải đóng cửa ngay bây giờ. Đứng Mỹ tức là chính phủ chính phủ không có thể đóng cửa ngay trước ngày tháng giêng và đã người dân phải có tiền xài một ít vậy thì là khi nào tiền đến có nhiều người sẽ hỏi là khi nào tiền đến tiền đến chắc là khoảng tháng 2 hoặc tháng 3 tháng 2 hoặc tháng 3 đó là tin mà tôi xin gửi đến quý vị khán giả Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.